Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Quý vị và các bạn nhé, mà có thể nói đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi giá rẻ nhất hiện nay tại Việt Nam ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Carnet. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2013 và là model của 2014 rồi quý bạn nhé. Model của 2014 rồi thì nó khác hẳn với form của 2013 đấy ạ. Ví dụ như là đèn LED này, đèn pha bi xê nông thì từ 2013 cũng đã có rồi này. Như la răng đúc, mặt phay đấy và đuôi gió các thứ đầy đủ. Cái form này là form của 2014 rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký từ cuối năm 2013 và chiếc xe này đã lăn bánh được 9.500.000 km rồi quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carnet 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Carnet model 2014 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carnet model 2014 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì vẫn như mọi khi thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe quý vị và nhé. Mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe Kia Carnet 2014 này sau 7 năm sử dụng, sau chính thức là tính là từ năm 2014 thì đến nay là 8 năm sử dụng rồi quý vị các bạn ạ, để xem là chiếc xe này nó còn mới và còn đẹp như thế nào quý vị và bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 9.500.000 km rồi, và tất nhiên là cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã vừa mới thay lên cả một dàn lốp Michelin rất là đẹp đây quý vị các bạn này. Đấy, lốp Michelin mà chủ xe vừa mới thay lên cả một dàn nhá, Michelin Premacy 4. Đấy, Premacy 4 này này là cái loại lốp rất là xịn và đi rất là êm. Và nhìn về bên ngoài thì quý vị bạn thấy đây ạ, chiếc xe được sản xuất cuối năm 2013 như là form của 2014 nhá. Form của 2014 thì quý vị bạn xem về cái phần đầu này. Phần đầu là đèn này, đèn pha bi xê nông này, cụm đèn LED này. Đấy, đèn LED ban ngày này. Nổ máy lên là đèn nó sẽ sáng, và đằng sau thì có cả đuôi gió này. Đấy, cụm đèn đuôi gió này và cụm đèn hậu đây ạ. Đấy, form này là form 2014 rồi quý vị và bạn nhá. Phiên bản SX, phiên bản SX là cái phiên bản đủ đấy ạ. Số tự động, phiên bản đủ số tự động, nội thất da, ghế chỉnh điện và cửa nóc đầy đủ hết rồi quý vị và bạn nhá. Đấy, rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Dàn lốp Michelin và la răng thì la răng đúc, mặt phay rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn về tổng thể về cái phần bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nước sơn cũng còn rất là đẹp luôn quý vị bạn nhá. Cái màu này là màu bạc quý vị các bạn ạ. Đấy, màu bạc này, nước sơn rất là đẹp này, nền rất là phẳng này. Nhìn về cái phần ba đờ sốc đằng trước còn rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Từ cái cụm đèn còn nguyên bản và còn rất là sáng đây quý bạn ạ. Đấy, cái cụm đèn này rất là sáng quý vị các bạn nhá. Và xe cũng đã được trang bị là đèn này là đèn pha bi xê nông này, và cái này là giải đèn LED này. Khi bật xe xi nhan thì nó là nháy vàng, nhưng nếu như khi nổ máy lên là nó lại sáng trắng ở đây quý bạn này. Đấy, cái giải này lại sáng màu trắng quý bạn nhá. Đấy, cụm đèn rất là sáng này. Cụm đèn của những chiếc xe Kia Carnet này thì đều đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn. Mặt ca lăng rất là đẹp này, lưới tản nhiệt quý vị các bạn này. Đấy, lưới tản nhiệt nha, đều rất đẹp luôn. La răng đúc, mặt phay, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và đầy đủ từ giá nóc này, đầy đủ từ giá nóc này, đuôi gió thể thao này, đèn phanh trên cao này, cụm đèn hậu cũng rất là mới này. Đấy, cụm đèn hậu đây,
được giải này nối liền nhá. Cái đèn này cũng đây vẫn là đèn đấy quý bạn ạ. Bật đèn ban đêm lên đi là rất là sáng, rất là đẹp. Cái đuôi đằng sau này rất là đẹp, được cái giải đèn nối giữa hai đèn hậu luôn ạ. Và đây là cái phiên bản Kia Carrion đây quý bạn nhé, Kia Carrion, và là cái phiên bản SX tức là cái phiên bản cao cấp nhất của Kia Carrion rồi. Ghế da cao cấp này, ghế lái chỉnh điện này, cửa sổ nóc điều hòa tự động, phiên bản SX là nó đầy đủ như vậy đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Về cái phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy rồi đấy ạ, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, cánh cửa trước bên lái này, từ keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đến ốc bản lề này, ốc bản lề cũng còn nguyên này. Tappy cửa thì rất là đẹp đây ạ. Đấy, và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, vô lăng cần số tay phanh. Tay phanh thì chiếc xe này là được phanh đạp bằng chân quý bạn, là không có tay phanh. Nhưng mà vô lăng cần số đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét này 9,5 vạn là chuẩn. Cái đồng hồ này là chúng tôi không tua đâu quý bạn nhé. Tôi cam kết là cái đồng hồ này là tôi không tua. Và đây là cái phiếu lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe đây ạ. Chủ xe này toàn làm ở trong hãng này. Đấy, đang hẹn là 9,5 vạn là thay dầu và bảo dưỡng lần tiếp theo thì cũng đã sắp đến rồi đây quý bạn này. Vừa mới đến lần bảo dưỡng tiếp theo rồi đấy ạ. Đấy, chủ xe là bảo dưỡng đều đủ ở trong hãng luôn quý bạn nhé. Đấy, trong hãng là có hết lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe này. Và nội thất thì ghế da cao cấp này. Đấy, cửa nóc đây. Tôi mở cái này ra cho sáng cho quý vị bạn xem nhé. Đấy, cửa nóc này. Nội thất ghế da cao cấp này. Ghế lái chỉnh điện luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, ghế lái này chỉnh điện rồi. Đấy, và trải sàn da, chủ xe cũng đã trải sàn da hết cả rồi. Rất là đẹp đấy ạ. Một chiếc xe Kia Carrion 2014 đấy ạ. Đấy, ốc bản lề này, cánh cửa này đều rất là đẹp và còn nguyên bản ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề, cánh cửa đây ạ. Mới tinh luôn và còn nguyên bản, chưa có một cái vết tháo nào quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cũng mới dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, nhưng chiếc xe này chúng tôi không có đánh bóng đâu quý bạn nhé. Chúng tôi chỉ có dọn cho nó sạch thôi chứ không đánh bóng vào. Nhiều bên là cứ hay đánh bóng vào đây sờ là dính tay, và đấy là những cái xi nó sáng nó đen thôi. Còn tôi thì dọn là tôi không bao giờ tôi đánh bóng mà tôi để mộc luôn ạ. Đấy, rất là đẹp này. Từ nội thất ra, xe này là 7 chỗ quý bạn nhé. Đây, hàng ghế sau này, hàng ghế sau này cũng rất là mới này. Đấy, hàng ghế sau cùng đấy rất là mới và rộng luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái option bên trong. Thì đây quý bạn này, chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình trần rồi quý vị các bạn nhé. Tôi xem cái chìa khóa tôi đang để đâu rồi. Tôi nổ máy lên một chút cho quý vị và các bạn cùng xem. Những chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm là cơ số đồ rồi đây quý vị và các bạn này. Tôi nổ máy lên nhé. Đấy, để tôi nổ máy lên. Đây là cái đồng hồ công tơ mét. Đấy, đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe đã lăn bánh được 9,5 vạn rồi và nhá. Vô lăng còn nguyên bản luôn quý bạn ạ. Vô lăng là chúng tôi cũng chưa có bọc lại đâu nhá. Vô lăng nguyên bản này, cần số nguyên bản này, và màn hình Android này thì là chủ xe đã lắp thêm rồi. Màn hình Android rồi quý vị bạn nhé. Đây là cửa nóc này. Và màn hình trần này, đằng sau này có cả màn hình trần chủ xe lắp thêm này. Đấy, màn hình trần này thì tôi cũng chưa biết là sử dụng như thế nào, nhưng mà nó đang có đây ạ. Đấy, cái màn hình trần này tôi cứ để đây cho quý vị bạn xem nhé. Đấy, và đây, màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm này, tích hợp với camera hành trình. Cái màn hình này rất là màn hình xịn đấy ạ. Đấy, màn hình xịn nó có tích hợp cả camera hành trình luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Màn hình trần đầy đủ luôn quý vị các bạn ạ.
Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cái cốp sau đây quý bạn nhé, hay là còn gọi là cái cửa sau đấy ạ. Đấy, đây là cái xe này là xe 7 chỗ đang để ghế dựng lên thế này nhá. Nếu như mà đa số là những chiếc xe này là mọi người không hay dùng 7 chỗ đâu. Mọi người chỉ hay đi 5 chỗ thôi, thì cái hàng ghế này gập xuống. Đấy, ghế này gập xuống thì cho ta một cái cốp xe rất là rộng quý vị các bạn ạ. Đa số là những người sử dụng chiếc xe này về là mua về là hay để chở đồ đây này. Đấy. Và nội thất thì rất là đẹp đây quý bạn này, từ những cái phần trần. Đấy, trần này rất là sạch luôn ạ, rất là đẹp luôn ạ, rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, vì chiếc xe mới chạy có 9 vạn rưỡi thôi. Đấy, toàn bộ về cái phần nội thất đều rất là đẹp đây quý bạn này. Màn hình trần đây nhá, tôi đang hạ xuống này chứ bình thường nó gấp lên cho nó gọn. Và đây là cái ốc cốp sau. Ốc cốp sau còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhá. Ốc cốp sau này đến keo chỉ cốp sau cũng là còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết luôn. Đấy, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phía sau này. Còn đây là cái đồ nghề này. Đồ nghề này. Đồ nghề kích này, tháo lốp đấy, lốp ở dưới gầm này cơ. Đấy, lốp xe cua thì ở dưới gầm này. Đấy, lốp xe cua thì dưới gầm quý vị bạn nhá. Bây giờ thì tạm thời tôi lại đóng cái cốp này lại. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đây là cái tab bi cánh cửa phía sau bên phụ này. Từ keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cho đến ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết ạ, chưa có một cái vết tháo nào cả quý vị bạn ạ. Tab bi cánh cửa đây ạ. Tab bi rất là mới nhá, chúng tôi dọn dẹp để thô chứ tôi không lau xi. Đấy, nội thất đằng sau rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất phía sau đều rất là đẹp. Đấy, ghế da cao cấp nguyên bản của xe nhá. Phiên bản SX này thì là nó đủ rồi, có ghế da cao cấp rồi. Chứ còn phiên bản EX cơ. EX là cái phiên bản số sàn, phiên bản thiếu nó chỉ có ghế nỉ thôi. Còn đây là phiên bản SX là nó có đầy đủ hết rồi. Từ cửa nóc, ghế da, điều hòa, cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau này đều có hết luôn quý vị các bạn nhá. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ này. Từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, táp bi cửa rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất này rất là mới. Đây là cái ốc bản lề cánh cửa phía sau. Đấy, ốc bản lề cho cái cánh cửa phía sau này quý bạn nha, còn nguyên ạ, chưa có một con ốc nào tháo ra đâu ạ. Và nội thất thì rất là đẹp đây quý vị bạn xem. Từ cái bên cửa nóc này, trần này. Đấy, những phần nhựa này, phần nỉ này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nha. Đấy, cho đến những cái vô lăng, cần số đều rất là mới này. Nội thất này, ghế này rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Xe đẹp như thế này mà giá chỉ có hơn 300 triệu thôi quý bạn ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi rẻ nhất, có thể nói rẻ nhất tại thị trường Việt Nam lúc này. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Kia SX 2014 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 2.0 lít quý vị bạn nhé. Đấy, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Đấy, và cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc này là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc chân máy này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Ốc chân máy này còn nguyên hết quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Một cái động cơ 2014 đến bây giờ mới lăn bánh được 9 vạn rưỡi cho nên còn rất là đẹp. Đây là cái ốc cabo. Ốc cabo còn nguyên bản luôn quý vị bạn ạ. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên hết này. Keo chỉ cabo còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Đấy, quý bạn xem này. Keo còn nguyên hết này, rất đẹp luôn ạ. Nguyên bản của nhà sản xuất đấy ạ. Đinh tán các thứ là còn nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía trước này. Đấy, ốc này còn nguyên nhé, chúng tôi cam kết này. Cabo còn nguyên này. Đến ốc tai. Đấy, ốc tai là còn nguyên hết này này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Cho nên là quý vị và các bạn yên tâm về chiếc xe này. Chỉ việc mua về và đổ xăng vào mà chạy thôi ạ. Đấy. Ốc tai còn nguyên hết.
Chúng tôi mua chiếc xe này về là chúng tôi bảo dưỡng hết rồi, cũng chi vào đây một số tiền kha khá để bảo dưỡng đại tu lại toàn bộ những cái gì cần phải thay, những cái gì cần phải sửa thì chúng tôi cũng đã sửa đi rồi. Cho nên là quý vị và các bạn mua những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi thì chắc chắn một điều là quý vị các bạn yên tâm về chỉ có việc sử dụng thôi. Vì chúng tôi là thợ, chúng tôi là những người mà biết về xe, hiểu biết về xe, những cái gì cần thay, những cái gì cần sửa là chúng tôi đã làm hết rồi. Tại vì sao lại như vậy thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Tất cả những chiếc xe sử dụng theo như hãng, theo như định kỳ là phải thay những cái gì, đến 2 vạn phải thay những cái gì, 4 vạn phải thay những cái gì và 6 vạn thì phải thay những cái gì. Thì bây giờ chúng tôi mua về thì chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ lại những cái gì cần thiết, những cái vật liệu hao mòn, cái gì mà cần phải thay là chúng tôi đã thay sửa rồi quý bạn nhé. Cho nên quý vị các bạn mua những chiếc xe này của chúng tôi về thì quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối, chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi ạ. Đấy, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Carrera 2014 tên tư nhân biển Hà Nội phiên bản SX quý bạn nhé. Phiên bản SX là cái phiên bản đủ đầy đủ từ nội thất da, ghế điện, điều hòa tự động, cửa nóc đấy, là giang đúc mặt phay đầy đủ hết rồi. Thì chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với giá chúng tôi đang bán là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 365 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ ngồi đấy ạ, rất là đẹp mà lại số tự động. Đấy. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carrera 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.